Rồi ha, xin chào bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em gọi là một cái dự án mình mới nhận thôi, nhưng mà nó dự án của Khang Điền. Trước giờ mình hình như là chưa bao giờ chạy của Khang Điền sao. Nhưng sản phẩm của nó thì thường thì ra rất là chất lượng. Đúng không ạ? Thường rất là chất lượng. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái mẹo khi mà mình chạy quảng cáo, đúng không? Mà khi mà chạy quảng cáo á, anh em có ít tiền, tức là chỉ có 2-3 triệu cho một cái đợt này thôi, ví dụ đợt chiến dịch này thôi, hoặc là cái thời điểm đó thôi, ví dụ như thời điểm cái giỏ hàng nó ít đi chẳng hạn, thì mình chạy ít tiền thôi, chứ đâu có mà trong trong kinh doanh á, thì nếu như mà chúng ta cắt cắt một khoản marketing thì đó là một cái điều cực kỳ là vô lý và không nên. Nên là sao ạ? Chúng ta phải luôn luôn có một khoản marketing nào đó, đúng không? Chắc chắn là một tháng, ví dụ công ty thì kiểu thì một tháng nó phải cho mình 2 triệu. 2 triệu trên một tháng tiền tiền marketing, đúng không? Thế thì làm gì với 2 triệu? Bây giờ đăng tin à? Đăng tin thôi. Thì ngồi nhìn đăng tin thì cũng cũng mệt lắm. Thế nên là thường thì chúng ta sẽ chạy Facebook hoặc Google. Đăng tin thì thấy nó, mình thấy là mấy nay nó không có hiệu quả, bởi vì là người ta bỏ tiền vào chạy Google quá mạnh rồi trong những thời điểm hiện tại này. Và bây giờ Facebook thì cũng có rất là nhiều người biết chạy và đã chạy, đúng không? Thế thì bây giờ làm gì với 2 triệu để cho các bạn sao ta tiết kiệm được chi phí cũng như là có khách hàng, đúng không ạ? Ok, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là như sau. Các bạn sẽ chạy Facebook và chạy với ngân sách ít thôi, ví dụ như 50.000 hay hoặc là 100.000. Được chưa? 50.000 hoặc là 100.000. Thì cái dự án này mình nhận á, thì cái bà chị này, bà chỉ đưa cho mình, kêu bảo là mình kêu đưa mình là đã nghĩa là mới đầu là 1 triệu. Gọi là như kiểu là, nhưng mà thử xem thằng này năng lực sao, kiểu vậy. Xem thằng này chạy được hay không thì tao đưa tiền tiếp cho mày chạy, kiểu vậy. Thế xong bảo là thôi 1 triệu thì ít lắm, mình thôi đưa ra 2 triệu thì chạy. Thì khi mà mình lên chiến dịch thì các bạn thấy không, mình lên một phát chả cần phải test tiếng đéo gì, có khách luôn, không phải nghĩ. Thì để mà được như vậy thì chắc chắn là chúng ta phải am hiểu về bất động sản rồi, nó phải am hiểu về bất động sản trước nha. Sau đó là các bạn phải đặt ra cái vấn đề rằng là khi mình chạy thì mình chạy với nhóm đối tượng nào, rồi là mình chạy là chạy bán cho những người như thế nào. Thì đây là một cái dự án ít nhất của nó là 14 tỷ. Bây giờ một căn của nó là nó rơi vào đâu đó khoảng 14 tỷ sao? Thấy kêu là ít nhất là 10 tỷ, nhưng mà mình chạy ở trong cái bài này là 10 14 tỷ, 14 tỷ. Đây. Chạy rất là khiếp. Nói chung cũng được. Và thường ấy thì cái này mình có đã nói rất là nhiều ở những cái video trước rồi, thì thường người ta sẽ nói là đối tượng rất là nhiều bạn sale, và mình khẳng định luôn tất cả các bạn sale chỉ biết thôi, chứ mà vào chi tiết các bạn chả hiểu mấy anh rằng thế nào là đối tượng. Bây giờ thì nói một câu, thế nào là đối tượng thì có giải thích được đâu, được chưa? Mà mình trong video này mình không không giải thích về cái đó, nhưng mà mình muốn nói là cái đối tượng ấy, là ngay từ cái bài viết này này nó là đối tượng. Đối tượng là ngay từ bài viết này này, ví dụ như một người con gái xinh, đúng không, xinh ấy, đi ra đường ấy, chả cần phải làm gì cũng có người cua, đúng không? Một đứa mẹ xấu xấu bẩn bẩn mà lùn lùn thì cũng phải đợi dài dài dài, update mãi đi xong rồi mới có đứa nó cua, đúng không? Cái thực tế rất là bình thường rồi. Thế thì ok, thì tại cái này thì mình chạy với đối tượng nào, và trong cái target thì mình chạy cái gì để với xứng với 100.000 trên một ngày, ví dụ như này 100.000 trên một chiến dịch mà vẫn có khách đều ha. Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, ngày hôm nay đó thì có bốn mấy ngàn trên một khách thôi, mà ở đây nó là biệt thự ha, nó là biệt thự ha. Đây mình sẽ cho các bạn đây này, mấy ông mà chạy chạy Google này thấy không, thấy tội không, chạy Google có được đâu má, gà bách chạy mà lát 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 này mà đòi chạy cái gì, bởi vậy làm sao cứ tốn tiền này, lát mãi không được người thấy không, bảo sao mà thì mẹ cứ tốn tiền như sao mà cứ gào cái mồm lên, bởi vì đi đéo xem fan hiếu marketing online là vậy.
Sorry nhưng mà thực sự nó là như vậy, thấy không? Các bạn thấy không? Không lát được đâu. Nó cứ đòi chạy quảng cáo cái mẹ gì. Các bạn chỉ dừng lại cái vấn đề là biết thôi. Còn vào chi tiết các bạn không có biết gì đâu. Chỉ biết thôi, thật sự là khi mà vào chuyên sâu về Google nó còn có rất là nhiều cái. Và mình không có thích chia sẻ về Google nhiều bởi vì Google nó khá là dễ nếu như ai thật sự là tìm hiểu về nó. Đâu ta? Đây thì mình sẽ show cái bài viết này ra để cho các bạn dễ hình dung hơn ở trong cái fanpage này, và anh em cũng có thể. Bài này mới hôm qua kiếm kiếm mình trong kêu mình chạy này, tếu lắm, bạn này cũng khá là lanh. Ok, đó, thì đây là cái bài viết mình ha. Đó, ngắn gọn súc tích, và thực ra thì mình chỉ nhắm tới cái vấn đề là 10 tỷ này này. Có được thì mua không, mà không được thì thôi. Mà nó ở quận 9 thì chắc chắn là người ta cũng hiểu được cái vấn đề này rồi. Và cái đối tượng của mình set up theo cái vấn đề đó. Đó là đối tượng, đó mới là đối tượng, các bạn hình dung không? Đối tượng là gì? Đó. Từ bài viết trở đi cho tới nhắm mục tiêu, target, rồi độ tuổi, rồi vị trí Hồ Chí Minh ha, độ tuổi mình để từ 37 tới 55 cơ, nó rất là lớn, hiểu chưa? Ok, là doanh nghiệp, biệt thự này kia, bóng đá, chứng khoán, cổ phiếu này, đó, ô tô ha, rồi những người tầm đã lớn tuổi rồi, nhưng ở trong fanpage ấy, và chắc chắn thằng Facebook á, nó sẽ kiếm ra được, nó thu thập được cái dữ liệu như này. Là người này này có, khi mà các bạn sử dụng cái ứng dụng Facebook là nó biết hết, bạn bạn thế đéo nào là nó biết được chưa? Không phải ấy, rồi là cha mẹ này đã kết hôn này, rồi là tất cả cha mẹ rồi ông bà gì đó đang ở độ tuổi đó, ok rồi. Đó là những người đó thì ok, người ta thích về những cái dịch vụ, những cái sản phẩm về du lịch như là đặt vé đi du lịch này cái nọ, là Facebook nó thu thập được luôn, các bạn yên tâm đừng có ngại. Và ok thì mình loại luôn mấy cái thằng dân bất động sản này ra cho nó nhanh, để mình sao, vì là mình chạy rất ít tiền nên là mình sao, mình cần nhắm tới những cái đối tượng là nó cực hẹp thôi, được thì ăn, không được thì thôi, được chưa? À, quên mất đó. Đây là cái vừa nãy trên mình cho cái xuống dưới cũng được, thì mình chỉ show ra hai cái để nói chung là hiện tại nó có khách, bởi vì từ trước ra mình chỉ show những cái mà nó có khách thôi. Trong tương lai thì mình sẽ show những cái mà nó không có khách thì nó sẽ như thế nào ha. Rồi ok thì cái này thì mình bỏ cái thằng du lịch vừa nãy đi đúng không? Ok. Rồi, các bạn có thể thấy, và đây nó là 110.000 người này, nó rất là bé. Đối tượng này rất là bé. Rồi ha, khi mà các bạn phải lưu ý nhá, khi mà cái số lượng này tiếp cận ít. Cái này ít này, cái này ít này. Đừng tỏ ra ta là có tiền đây nhá, cái này mà ít này, cái số người này tiếp cận, người tiếp cận này. Người có khả năng tiếp cận ha, đây là có khả năng này, năng tiếp cận ha, đấy ở trên Facebook, được chưa? Thì khi mà cái số lượng này như này gọi được gọi là ít ha, nó sẽ phải rơi vào khoảng 300 đến 400 thì gọi là trung bình và vừa ha, thì cái này là ít, thì cái số tiền của bạn là tiền bỏ ra cho cái chiến dịch đó, mình tính theo ngày đi, trên ngày ấy cũng phải ít, cũng phải xấp xỉ là ít đi ha, ít. Và cá nhân mình thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 70 cho 80 thôi. Thôi thì mình cứ cho 100 ngàn đi, bởi vì bất động sản thì làm gì 100 ngàn đúng không ạ? Để marketing 100 ngàn thì ăn thua cái gì đó. Và các bạn cứ thế mà các bạn nhân lên, đây web này bây giờ mới load ra xong rồi đó, rất là mệt. Ok đó, thì mình chỉ chia sẻ với các anh em là như vậy. Và khi mà các bạn ít tiền thì các bạn phải chạy theo cái kiểu ít tiền. Tức có nghĩa là đây nè, nếu mà các bạn nhiều tiền đúng không? Rồi nhá, mình để đó, mình sẽ làm cái của mình đi. Ok. Ví dụ như này nè, là một ngày chạy 300 ngàn. Thằng Astro này bây giờ có khách, mẹ ơi. Chạy cả ngày nay bây giờ có khách, thấy ngại quá. Đây ví dụ như ông này đi chẳng hạn, một ngày chạy bao nhiêu, 500 ngàn. Mình sẽ show ra cái thằng 500 ngàn này cho các bạn coi nhé, bởi vì nó phải song song, nó phải sao, nó phải tương đối với nhau. Trước khi mà các bạn đang đang ở cái tiếp cận có 1.000 người này mà các bạn đẩy đến 500 này nhá, thì nó sao, nó sẽ cái hệ thống của thằng Facebook á, hệ thống nhá, ở đây là
cái này là thuật toán của nó nhé, nó sẽ chạy rất là nhanh, cái tần suất của nó chạy rất là nhiều và nó sẽ tiếp cận hiển thị đi hiển thị lại một người, nó hiển thị đi hiển thị lại một người rất nhiều lần, và cái đó các bạn sẽ tốn rất nhiều tiền. Và hiểu chưa? Và khi mà chúng ta chạy Facebook á, thì chúng ta phải quan tâm tới lượt tiếp cận. Nếu các bạn theo dõi mình nhiều và mình rất hay nói về vấn đề này, cái lượt tiếp cận là ví dụ như 100k đúng không? Hiểu chỗ này đi, 100k. Đấy, 100k thì mình phải tiếp cận được giao ít nhất nhá, ít nhất nhá. Ở đây là 1.000 người. Được chưa? À, trong trong hôm nay nó hơi bận rồi, nhưng mà trong tương lai thì mình sẽ nói cho các bạn về cái gì ạ? Cái thuật toán gì? Thuật toán đấu thầu. Và cái này là cái mà mình chính vì mình nắm được cái thuật toán này này nên là sao ạ? Nên là mình rất là thành công trong cái lĩnh vực quảng cáo này. Được chưa? Ok. Thì mình chia sẻ như vậy, có thể rằng là các bạn nghĩ rằng là nó chả có giúp ích gì cho các bạn, nhưng mà một số bạn nào mới và đang tìm hiểu về bất động sản thì cái này nó rất là tốt cho các bạn đó. Thì tại sao cái thằng này mình là chạy ở Hà Nội, bởi vì hiện tại thằng Aqua này nó mình xem một cái ở trong này, ngoài Hà Nội để kéo khách vào. Ok, thì ở đây này đấy, thấy không, nó là 500 này, tiếp cận 500.000 người này, thì nếu mà để mà tiếp cận hết cái chỗ này nó phải hết mấy chục triệu, các bạn hình dung không? Nhưng không bao giờ mà mình sẽ đủ tiền để chạy hết cái này cả. Được chưa? Nên là mình sao? Nên là nếu mà chạy 100k, nếu mà chạy 100k, nếu mà chạy 100k chỗ này thì tới bao giờ mới hết? Thế nên là mình phải nhân lên 500k, thậm chí là kể nếu mà 500k đúng không? Nếu hoặc là 300k thôi, hay 200, nó khoảng 300k ấy. Thì nếu mà nó ra nhiều khách đúng không? Nếu mà nó ra nhiều khách chứ. Nó ra được nhiều khách. Nhiều khách được chưa? Đấy thì mình dí thêm, mình dí cái chỗ này thêm lên 500. Thì hôm qua hôm kia là cái thằng mà mình đang chạy này là nó ra nhiều khách thì mình dí lên, chứ không ai mà không bao giờ đặt một cái chiến dịch là vào cái 500k, không bao giờ. Thường là mình sẽ đặt là 150, 200, thấy nó ra, thấy nó tiếp cận này, thấy nó tiếp cận chỗ này này. Mình nói rất kỹ chỗ này nhá. Thấy nó tiếp cận đây này, số người tiếp cận được này. Đấy, thấy nó tiếp cận mà nó rẻ, hiểu chưa? Cái chỗ này này, tiếp cận mà nó rẻ. Đấy, thì sao? Thì mình tăng tiền lên, tăng 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 tiền lên. Vì nó rẻ. Thì nếu mà nó mắc thì mình sẽ không có chạy được, nên là một ngày nếu như mà chạy cho 20-30 sale hoặc là 100 sale chẳng hạn thì một người có chạy được không? Đấy, có quản lý được hết không? Hay là như thế nào đó, hiểu không? Thì đó là cách mà quản lý chiến dịch và làm sao để có khách cho sale nó chăng. Đó, thì cái này là mình tư vấn cho các bạn là khi mà các bạn ít tiền thì các bạn sẽ chạy như nào, và khi mà các bạn có nhiều tiền thì các bạn sẽ chạy như thế nào. À, và các bạn sẽ có phải quan tâm tới tới chỗ này, như chỗ này là mình chia sẻ là các bạn phải quan tâm tới chỗ này này, quan tâm tới chỗ này ha. Khi mà các bạn xét chiến dịch á, xét chiến dịch này, xét chiến dịch ha, các bạn phải quan tâm số này có đông nhiều không. Nếu nhiều thì mình phải chạy nhiều tiền lên, còn nếu ít thì sao, mình phải chạy ít tiền đi. Được chưa? Nó phải song song, nó phải ngang chừng nhau, chứ đừng có mà chỗ này mà chạy 500 ngàn một ngày á, tôi nói thật với các bạn là bét, là nát luôn, không được đâu. Nên là cứ chạy bình 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 bình, ví dụ như 100 ngàn đúng không, cái chiến dịch này thì nó sẽ chạy được khoảng trong vòng khoảng 4-5 ngày đấy. Vì là cái bà chị này, vì là cái người mà kêu mình chạy này này là chạy có 4-5 ngày thôi, thì chỉ có cách đó là chạy thôi, hiểu không? Chứ thị trường nó quá rộng thì lưới ở đâu ra mà văng mà vung cho hết được. Cái này nó là thị trường rất thực tế và nó cần phải rất là thực tế, thì chúng ta sẽ có những cái thực tế trên những cái chiến dịch và nó sẽ đem lại những cái hiệu quả cho các bạn. Còn các bạn đừng có nói chung là các bạn cần phải có một cái sự logic, cái này nó gọi là tư duy logic. Thì trong tương lai thì mình sẽ chia sẻ một cái thuật toán về đấu thầu. Thì ok, hôm nay mình chỉ nói đến đây thôi, thì những cái chia sẻ thực sự của mình dành cho các bạn thôi. Có thể là nó sẽ giúp ích được cho các bạn hoặc là không, tùy các bạn nghĩ sao nghĩ, nhưng mà
Rồi, các bạn nên nên làm theo mình nhá, để được ra ba bốn chục ngàn trên một khách này, và nó quan tâm tới nhà phố thì cực kỳ là rất là mắc mệt. Và các bạn thấy cái bài viết mình viết đây, nó giá để thẳng 10 tỷ trở lên luôn thì nó sẽ rất là cứng, nhưng mà nó sẽ có khách thì vẫn là ok. Ok các bạn, thôi cảm ơn các bạn.